caramba. Hãy subscribe cho kênh rồi, mấy cậu đứng rồi thả cây thả.
giới hương độc hương giải hệ hương giải thoát của thế chi chú hương quan minh văn đại chứng pháp giới chứng dụng thập hương tam bảo tiền nam mô chứng dụng bồ tát nam mô chứng dụng bồ tát nam mô chứng dụng bồ tát ma ha tát. Hôm nay là ngày vía bồ tát quán thế âm ngày 19 tháng 9 âm lịch, đệ tử chúng con xuất gia tập tại gia pháp bồ đề tâm với các loại phóng chúng sanh về phóng sanh. Người cho quý vị bỏ thân xuất sanh vi tam bảo nếu tâm một phần cầu sanh về thế giới tự phương cực lạc của đức Phật A Di Đà sám mô thành Phật. Hôm nay quý vị quy y với đức Phật A Di Đà đồng một pháp danh là Diệu Âm. Khi bản sanh về thế giới tự phương cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ trên nền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới cũng như hồi hướng cho tất cả những chưa bị Phật tử đang dân sớ trị an trên Phật giáo hội cho công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh. Lãnh đạo là cô Đinh Thị Loan, chủ tịch hội đồng quản trị và tất cả thành viên trong công ty cũng như cầu an cho Phật tử Nguyễn Thị Thơm 45 tuổi và em bé trong bụng và chồng chị Quỳnh Mai 50 tuổi ở tại Nam Định, cùng Phật tử Huỳnh Thanh Liên, Nguyễn Thị Tiết Linh, Huỳnh Gia Bảo, Huỳnh Gia Anna, Thi Kỳ Văn và đệ tử chúng con người đem công đức này hồi hướng truyền xuyên cho tất cả những chư vị hương linh hôm nay ông bà cha mẹ anh chị em nhiều đời nhiều kiếp cho tất cả đệ tử chúng con một thành phật nhiều loại của họ đã đến hàng xa hồi vô danh những danh vô vị chiến sĩ tổng công đồng bào với nạn nhân thanh niên bị nghiệp phá thai nam nữ thiên văn lai đạo phật tiện văn thanh sách pháp tất xã mê độ siêu sanh tịnh độ còn miền âm siêu dương pháp pháp giới chúng sanh tịnh chữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng bổn vô sanh đồng thành phật đạo nam mô a di đà phật. Dương chi tịnh thị biến sáng tâm thiên tánh không bất đức lợi nhân thiên pháp dưới bản thân duy trì tội đi như là dụng hoa hồng đi. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ trợ tiền giả bất công đức hiện tại thiên sơn thiên đại chúng sanh được tấu trần. Biến nhập thì lo hoa tại giới, cái con sư bất sư thì lúc này thì dịch được phát thân gần bởi viên trần pha tác tự tử với mùi đồng hoài đạo được hành trạng sáng không một chi tác xuyên sâu. Quý anh văn di tành tịnh độ sợ bị đạo đồng hoài chúng nghe vô tục quả thân hồng của hiện tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Thị. Nâng lên nhất thức những thập phương trong chương có hóa tổng quân trừ khổ sát phát nhiên tất thanh tịnh lại cái nguồn tịnh tạch những thức một chút văn tạch đã sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Phật Già Ra Tha Già Ra Già Ra Ni Già Tha A Di Đà Đô Bà Tị A Di Đà Đô Thánh Tâm Bà Tị A Di Đà Đô Thị Ca Lan Bệ A Di Đà Đô Thị Ca Lan Ta A Di Đà Đô Già Ra Chí Ra Ta Lệ Ca Bà Tha. Nam mô A Di Đà Phật Già Ra Già Ra Già Ra Ni Già Tha A Di Đà Đô Bà Tị A Di Đà Đô Thánh Tâm Bà Tị A Di Đà Đô Thị Ca Lan Bệ A Di Đà Đô Thị Ca Lan Ta Già Di Ni Già Già Ra Chí Ra Ca Lệ Ca Bà Tha. Nam mô A Di Đà Phật Già Ra Tha Già Ra Già Ra Ni Già Tha A Di Đà Đô bà tị a di đà na sanh tam bà tị a di đà na tị ca lăng đế a di đà na tị ca lăng na nhà di đà già già na di đà ca lệ ta bà na này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng ý mà sinh ra hết thời các người đại từ sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát. Hỏi hỏi các chúng sanh dị âm ơi, quy Phật lượng túc trung tôn. Hỏi hỏi chúng sanh dị âm ơi, quy Pháp ly dục trung tôn. Hỏi hỏi chúng sanh dị âm ơi, quy Tăng trung tướng trung tôn. Hỏi hỏi chúng sanh dị âm ơi, quy Phật không đòi địa ngục. Hỏi hỏi chúng sanh dị âm ơi, quy Pháp không đòi ngạ quỷ. Hỏi hỏi chúng sanh dị âm ơi, quy Tăng không đòi phạn sanh. Chúng dị âm đã quy Phật rồi, chúng dị âm đã quy Pháp rồi, chúng dị âm đã quy Tăng rồi, quy Tam bảo hiểu, quy Tam độ rồi. Chúng sanh đã tạo ra ốc nghiệp tự do vô thủy tham sân si tự thân nghĩ phát sinh ra hết thảy chúng sanh để hiện sinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, nam mô Bảo Thân Như Lai, nam mô Diệu Sát Thân Như Lai, nam mô Hoàng Bảo Thân Như Lai, nam mô Ly Quy Như Lai, nam mô Cam Lộ Phương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Nam mô ta xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện chúng sanh lễ theo đạo cả pháp tông vô thượng. Từ quý Pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quý
nguyện chúng sanh đông ly đại chúng cả công ngài nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, 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 giống em bé chưa Phật ơi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đây.
đây cho Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Con này bị mù rồi thì A Di Đà Phật. Con còn khỏe. A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Không có sống. Ai gì đâu? Để thầy. Đây ra thở ếch đi. Ếch thả trong đây đi. Ếch thả trong đây. Không phải trong đây nó dễ hơn. Giờ đây lục bình đây, trong mấy cái này trẻ này. Ừ, thả gì trong đấy. Đây đây còn một nút gì đó. Xếp hàng xếp bơi vào bờ. Nhà mình thả nên mới có chó nó nung mọt hết. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả. Đây gì đây? Thầy kết thúc bữa này thả cá. Mà hãy vô con A Di Đà Phật. Kệ không sao. Vì Bồ Tát quán thấy âm. Vì Bồ Tát tháng nhận hóa phóng sanh 4 ngày. Mỗi buổi lượt phóng sanh ngày Chủ Nhật. Như đợt trước thì mỗi ngày đều phóng. Mỗi ngày hôm nay tập trung 4 ngày phóng, 7 ngày phóng 1 ngày cũng được. Để dành thời gian để tu tập, đọc sách nhiều hơn. A Di Đà Phật.